người đang thay lá này. Đang thay trụ lá này. Chuyển máy lên luôn. Góc này cũng rất là to luôn. Khoảng 280-289 rồi. Quá trời to luôn. Rồi cái ngoài rồi, đào gấp đi. Thank you.
Lên nạn luôn á, lên nạn ngồi cho nó được hả? Bấm cái nạn dưới trước đi. Nạn dưới á. Cắt cái nạn dưới trước đi. Vậy anh cắt cái lóng nó cho xuống đi. Giờ anh nhanh bóp mấy cái nhánh đó nha bạn, để anh bấm nguyên cái tược này, anh bấm nguyên tược lớn này luôn, tại vì vô đây có ống nước các bạn, nhưng mà chủ nhà ta đi rồi giờ mình không có cắt được nha. Nếu vậy là anh phải bấm nguyên cái tược lớn cho nó bay ra sông. Nếu anh lên vậy cái nhánh bên đây nó sợ nó qua nổi anh luôn. Ừ. Ờ cái nhánh này nè, nhánh này sợ nó không ra nổi á. Ừ. Sợ là sợ cái nhánh này nó đập xuống góc nước thôi, còn hai nhánh ngoài kia thì sao? Đấy à. Anh gắn nhánh nhỏ trước nha bạn, anh không bấm tược lớn nữa.
nó cạn anh Phương ơi. Phương, Phương, Phương ơi, Phương, Phương, có chừng nó cạn nhánh trên kìa, nhánh nhỏ trên á. Không sao, chưa sao, sợ không sao, nằm trên. Rồi, nằm nước ngoài cống nha. Gì mà nó nhánh chết nhiều quá ha. Có nhánh chết nhánh không? Nếu vậy anh phải lên trên cái nặng ba này nè, anh cho sụ sụ mấy nhánh nhỏ xuống. Mấy khúc đó bỏ rồi. Đứng cái trạm dưới đó.
Mấy nhánh này nó qua mấy nhà nữa mà. Tới xe không được. Và dính cuối luôn rồi. Dính này nó nằm hơi dắt qua. Nên nó phải lên đó nên anh Yeah.
Rồi. An toàn. Xong rồi. Oh.
các gốc luôn. Hơi cắt luôn. Vậy là cái này hai thân rồi. Hai thân nó ăn chẻ vô bây giờ bị nước rồi nè. Nó hai thân rồi. Vậy là hai thân nó dính nhau, nó bọng ngay giữa rồi. Oh.
Tới. Tại trên này nó dẹp. Lên hả? Đây rồi đấy. Nhóm nữa tôi ơi. Nhóm rồi.
bà. Wow, hết thế rồi. Ồ chị mà nó đậu bọng ta. Cái đậu bọng mà sao nãy ra nước dữ ta. Hả? Làm như có nước ở trên nó đọng xuống. Lắc thế. Ờ đâu có bọng đâu. Tưởng nó bọng. Quá trời đẹp nhưng mà. Rồi, xong hết rồi. Mình xin kết thúc video đây nha. Hẹn các bạn ở video sau nha. Bye bye các bạn nha. Rất là khủng. Trời ơi trời. Cẩu mà cẩu xe này qua chỗ kia xăng âm tính nha, nước nó giật 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 như vậy. Thằng này còn hơn thằng đó nữa. Dữ hơn nữa hả? Ừ. Thằng ông trai mà có nết gì đâu mà khánh thằng trời. Dạ.